Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình có được một người bạn nhờ đi làm ải ba ở dưới cái xưởng đóng gói gia công về sâm của Hàn Quốc ấy mọi người. Thì cái xưởng đấy thì ở rất xa nhà mình luôn. Cái xưởng đấy ở Gumsan. Gumsan thì chắc nhiều người cũng biết đấy là một trong những thủ phủ trồng sâm và gia công sâm nổi tiếng. Cũng cố gắng sẽ quay cho mọi người được để cho mọi người hình dung ra là công việc của mình ở trong đấy như thế nào, cũng như giống như là buổi trưa thì người ta cũng có hỗ trợ ăn trưa ấy mọi người, thì mình cũng sẽ review cho mọi người xem là cơm trưa tại xưởng đấy nó có ngon hay không hay như thế nào nha. Thì mình cũng không quay được nhiều đâu, tại vì có thể là người ta sẽ hạn chế quay và người ta cấm quay video luôn ấy. Thì có khi nào mình quay được cái đoạn nào thì mình quay thôi, chứ cũng không có dám hứa với mọi người là sẽ quay làm sao cho đẹp hay là như thế nào được. Thì có gì mọi người thông cảm nha. Mời mọi người cùng khám phá cùng mình. Thực sự đây cũng là lần đầu tiên mình làm tại xưởng. Hơn 4 năm đến Hàn Quốc rồi thì mình cũng có làm rất là nhiều công việc khác nhau, nhưng mà cái công việc mà làm tại xưởng này thì mình cũng chưa làm bao giờ cả, cho nên là mình cũng khá là tò mò. Nào mọi người cùng khám phá cùng mình nào. Mình sẽ phải đi khoảng 40 đến 45 phút để đến cái xưởng mà mình làm. Nhìn thấy củ sâm to đùng này là biết là đến Gumsan rồi mọi người ơi. Xứ sở của sâm Hàn Quốc là đây. Bao quanh xung quanh đây là toàn là rừng thôi mọi người này. Không khí thì trong lành dã man, trong lành lắm. Ôi thích chưa? Không tấp nập ồn ào, không xô bồ. Chính hiệu là lên rừng luôn. Bây giờ mình sẽ vào xưởng để chuẩn bị đi làm thôi. Việc của mình hôm nay là đóng gói cái hũ sâm nước này nha mọi người. Cái hũ sâm nước này thì đựng trong một cái bình sứ. Nó có trọng lượng khoảng gần 2 kg một cái bình sứ như thế này. Thì mình sẽ phải đóng gói đậy nắp này, xong rồi dán sticker rồi cho vào hộp để người ta xuất hàng đi. Trong cái tổ đóng gói hôm nay mình làm thì có một bạn là Campuchia với một bạn nam là đóng gói xếp thùng thôi. Còn lại toàn bộ là chị em phụ nữ Việt Nam mình hết. Nói chung là các chị em phụ nữ Việt Nam sang đây rất là chăm chỉ đi làm, kiếm tiền rất là giỏi luôn, chăm chỉ lắm. Ngày thường thì đi làm ở công ty, còn ngày thứ bảy chủ nhật lại đi đến những cái house để thu hoạch cho những cái người dân xung quanh ấy. Vào đây thì mình mới biết là các chị ấy làm việc ở đây cũng rất là lâu rồi. Có chị làm việc 7-8 năm nay, có chị thì 4-5 năm nay, còn các em cũng còn trẻ tuổi, rất là chăm chỉ làm việc. Phụ nữ Việt Nam mình rất là chịu thương, chịu khó, rất là chăm chỉ, rất là cần cù. Nên là đi đến đâu cũng sống được, không bao giờ lo chết đói. Thật sự nhiều khi mà có những người nói lấy chồng Hàn được sung sướng, nhưng không phải là toàn bộ là được sung sướng đâu mọi người ơi. Tất cả là đều phải đi làm, đều phải phụ giúp chồng để kiếm tiền, để lo cho cuộc sống gia đình. Chứ không phải là cũng chỉ làm công việc nội trợ ở nhà xong rồi chờ chồng mang tiền về đâu. Nói chung là phụ nữ mình chủ động về kinh tế thì nó sẽ vẫn là tốt hơn. Thực đơn hôm nay của mình là các loại rau trộn ăn cùng với trứng.
Người Hàn người ta gọi đây là món bibimbap. Mình thì không thích ăn cái món này lắm, cho nên là mình sẽ chọn kim chi xào ăn cùng với trứng rán. Cô đầu bếp ở đây thì cô ấy nấu khá vừa miệng, nhưng mà cái thực đơn thì nó không có phong phú, với lại không có chất đạm ý, mọi người ăn vào vẫn thấy đói meo. Làm ở công ty này thì sẽ bắt đầu buổi sáng là 9 giờ, làm đến 10 rưỡi thì mọi người sẽ được nghỉ khoảng 25 phút. 25 phút sau đó sẽ vào làm tiếp và làm đến 12 giờ rồi đi ăn trưa. 1 giờ chiều sẽ bắt đầu làm tiếp, xong đến 3 rưỡi chiều sẽ nghỉ khoảng 25 phút nữa và làm đến 6 giờ thì được về. Sâm hũ thì bây giờ mình sẽ chuyển sang đóng sâm hộp. Cái sâm hộp này thì nó được thiết kế sang trọng lắm, nhìn rất là bắt mắt, chắc là người ta đặt hàng để làm quà tặng. Hàn Quốc thì chuẩn bị đến mùa Trung thu ấy mọi người, cho nên là người ta đặt hàng sâm này để làm quà tặng, quà biếu rất là nhiều. Chính vì thế nên là xưởng người ta mới tăng ca và người ta cần thêm người để làm. Các loại sâm mà mình đóng gói thì hầu như đa phần toàn là loại sâm 6 năm, là cái loại thượng hạng ấy. Nó giá cả nó cũng tương đối cao, nhưng mà mình thấy chất lượng ở đây cũng khá là ok. Bao bì mẫu mã thì rất là đẹp luôn. Đứa bỏ nó đầy nắp chưa? Đứa nào đầy nắp mà hai đứa bỏ hết vậy? Em bỏ vô đây nè. Công việc của mình làm thì không có vất vả mọi người ơi, nhưng mà yêu cầu là thành phẩm nên phải đẹp, tàn, cho nên là người ta kiểm tra khá là gắt gao. Tức là mình làm xong rồi cũng có cái đội KCS mà đứng bên ngoài để người ta kiểm tra lại cái sản phẩm của mình. Nếu như mà sản phẩm của mình không đạt thì người ta sẽ đưa lại và yêu cầu mình phải làm lại. Một ngày làm việc vất vả dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc rồi. Bây giờ thì mình lái xe về nhà thôi. Mình đi làm vào mấy hôm Hàn Quốc này bị mưa bão, cho nên là lái xe đâu có dám lái nhanh đâu. Phải lái từ từ chậm chậm. Đi trên đường cao tốc hun hút như vậy mà chẳng có một bóng người. Xong rồi lái xe nhanh thì rất là nguy hiểm. Mình làm thêm theo ngày, cho nên là hôm nào mình làm thì mình sẽ nhận tiền luôn hôm đấy. Lúc đi về thì mình nhận được một cái tờ phong bì của ông sếp, ông ấy có đưa cho mình rồi. Thì mình cũng chưa biết là trong đấy khoảng bao nhiêu tiền. Có gì thì mọi người chờ mình chút về nhà mình sẽ mở phong bì ra nha. Đây là phong bì mình nhận được sau một ngày công, hôm nay mình làm tại xưởng nha mọi người. Mình nhận được là 80.000 tiền Hàn. 80.000 tiền Hàn này thì tương đương chưa đến 1.600.000 tiền Việt Nam. Mọi người cứ nhân 80 với tỷ giá bây giờ là 18,3, 18,4 gì đấy. Là ra cái số tiền của Việt Nam nha mọi người. Thì mình làm từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều thì cũng là 9 tiếng. Nhưng mà người ta sẽ không tính cái tiếng mà thời gian mình ăn trưa, nghỉ trưa một tiếng ấy. Cho nên là người ta sẽ trả mình là 80.000. Mình thấy cái số lương này trả thì cũng rất là ok. Tại vì cái mức lương trung bình tối thiểu để trả cho xưởng là 9.620.000 won cho một tiếng. Nhưng mà đây người ta trả hơn 10.000 một tiếng thì mình thấy cũng khá là ok. Video hôm nay thì mình xin tạm dừng ở đây. Có gì thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.